Hello, xin mến chào anh em nha. Nay đi đến đây gặp con máy cày hàng hiếm anh em ơi. Ôi, MF 178 luôn, dữ thiệt chứ. Con này phải nói là cả năm rồi nhà mới gặp một con như vậy. Hồi trước có gặp vô đồng hồ này có gặp hai con máy cày MF 178 mà lâu lắm rồi không có thấy lại. Nay may mắn quá. Nên anh em coi nè, MF178 Tây Ninh Maxi Ferguson 178 chắc chơi luôn á. Rồi giọt luôn anh ơi, giọt luôn nhẫn đang cày nha anh em, đang cày đất lòng hồ vô tiếng luôn. Ô, cái bánh này cũng bự này, bánh này cái bánh độ á, con này một giò đang cày đất hoặc vô tiếng. Chắc chơi ha, quá dữ luôn, lỗi theo. Ô chạy lẹo quá vậy, tiếng máy còn im ghê đó anh em. Con này chắc cũng khoảng trăm mấy chục triệu á, chứ không có rẻ đâu, khoảng trăm mấy chục triệu ha. Ô chạy lẹo quá, dùm theo đó. Hình ảnh em đang xem là mấy cày cày đất trồng mì ở hồ Dầu Tiếng ha, quá dữ luôn. Ồ chạy lẹ ghê. MF178 đất này còn cỡ 2-3 mẫu đất đó nè, rộng thênh thang luôn đó. Tới đầu trên đó rồi đó, rộng thênh thang. Hồ Dầu Tiếng mới rút nước nè, mênh mông, nó mới rút nước luôn ha, nó rút được tới cái mé ngoài đó rồi anh em. Giờ nó rút tới đâu thì người ta trồng mì tới đó, nó chưa biết làm sao ha. Coi nè, bên kia cũng có một chiếc máy cày nữa. Ủa xong rồi hả? Rồi để nó đi dài lại. MF178 hàng hiếm xứ Tây Ninh. Anh em thấy đã ghê không? Còn kiểu như cái đường, cái độ sâu của cái chằng cày nó ăn không có đã. Ủa nâng lên rồi. Rồi đi về ha. Chắc anh đói bụng rồi đó anh em. Nhà cũng hơi đói bụng mà ráng quay cho anh em xem ha. Về hả? Rồi nâng lên luôn rồi. Như nâng lên rồi nè. Đó nè, thấy không? Khung cảnh máy cày Tây Ninh. Về hả? Nó đã xong rồi, anh nói xong rồi đó. Về xong thì về. Trời ơi chắc chơi quá. Con này cỡ trăm mấy chục triệu đó anh em ơi. Đã không? Chắc không? Quá phê ha. Con này chắc anh xài lâu rồi nhưng mà máy còn im lắm. Máy còn rất là im luôn. Hèn chi nhiều người thích cái con này mà kiếm hàng khó lắm anh em. Ra luôn. Xuống làm gì nè. Ồ cái này chắc đất nhà quá. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn khỏe nha. Bye.